Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối thứ tư, ngày 5 tháng 8 năm 2020 của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Trong chương trình thời sự tối nay có những tin đáng chú ý sau đây. Lâm Đồng đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020. Khai mạc Đại hội Đảng bộ huyện Lâm Hà lần thứ 8 và Đại hội Đảng bộ huyện Đam Rông lần thứ 4. Lạc Dương phát huy thế mạnh về thiên nhiên và văn hóa bản địa để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ngày 5 tháng 8, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì hội nghị đánh giá tình hình kinh tế xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2020. Cùng dự hội nghị có các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở ngành liên quan. Tại hội nghị, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế xã hội tháng 7 năm 2020. Theo đó, trong tháng 7, thu ngân sách đạt trên 630 tỷ đồng, lũy kế 7 tháng đầu năm đạt trên 5.000 tỷ đồng, có 139 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 8,6% so với cùng kỳ. Riêng khách du lịch đến Đà Lạt vào tháng 7, do ảnh hưởng dịch bệnh nên chỉ đạt 400.000 lượt, giảm trên 35%. Trong tháng 7, trên địa bàn tỉnh cũng xảy ra 2 vụ mưa lớn kèm lốc xoáy, 1 vụ sét đánh và 1 đợt mưa lớn, gây thiệt hại 1 người thiệt mạng, hư hỏng 39 căn nhà, 2 trường học, 1 công trình văn hóa. Ước thiệt hại khoảng 1 tỷ đồng. Đối với công tác phòng chống dịch COVID-19, các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện nghiêm biện pháp phòng chống dịch trong tình hình mới, theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh. Kiên định thực hiện các nguyên tắc phòng chống dịch, ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, đồng thời với việc chuẩn bị đầy đủ cơ sở cách ly, cơ sở chữa bệnh và vật tư, thuốc chữa bệnh, phục vụ điều trị kịp thời, có hiệu quả theo phương châm 4 tại chỗ, tuyệt đối không lơ là chủ quan, hạn chế thấp nhất người tử vong. Trong tháng 7, đã thực hiện giám sát cách ly y tế 801 trường hợp theo quy định. Trong đó có 277 trường hợp đi khám bệnh du lịch về từ Đà Nẵng, Quảng Nam phải cách ly và có 524 trường hợp giám sát cách ly liên quan đến ông Masahiro Nakajima, giám đốc công ty Hokkaido Lotus tại xã Đa Nhiêm, huyện Lạc Dương, xét nghiệm test nhanh tại Nhật Bản kết quả dương tính. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh giám sát cách ly y tế 1.719 trường hợp, trong đó có 918 trường hợp đã hết thời hạn cách ly theo quy định. Trên địa bàn tỉnh chưa phát hiện trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Ngoài ra, công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân đảm bảo an sinh xã hội được chú trọng. Các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch COVID-19 tiếp tục được triển khai kịp thời hiệu quả. Các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ, thông tin, truyền thông được quan tâm thực hiện. Quốc phòng an ninh và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tại hội nghị, các ngành cũng đã báo cáo cụ thể về các hoạt động chuyên môn của từng ngành, trong đó đáng chú ý là ngành y tế đang tập trung nhân lực, cơ sở vật chất để tiếp tục triển khai công tác phòng chống dịch, truy vết và giám sát chặt chẽ các đối tượng F1, F2, F3 liên quan đến trường hợp giám đốc người Nhật đã từng làm việc tại Lâm Đồng dương tính với SARS-CoV-2 vừa qua. Đối với ngành giáo dục đang tập trung chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông cùng với việc đảm bảo an toàn cho học sinh trước dịch COVID-19 cũng như phối hợp với các ngành các cấp lên phương án dự phòng xử lý nếu phát hiện thí sinh có nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2. Sau khi nghe các ngành báo cáo những thuận lợi khó khăn, ông Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đánh giá trong tháng 7, tình hình kinh tế xã hội của địa phương có những bước tiến khả quan, nhất là ngành du lịch khi khách đến Đà Lạt tăng đột biến. Tuy nhiên, những ngày cuối tháng 7, khi dịch COVID-19 bùng phát đợt 2 đã ảnh hưởng nặng nề, khi hơn 60.000 phòng khách sạn bị hủy, kéo theo hàng loạt dịch vụ nói riêng và sự phát triển kinh tế bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, công tác thu ngân sách tháng 7 đã đạt cao hơn so với cùng kỳ. Nhiều lĩnh vực khác cũng có những bước phát triển khả quan. Đối với công tác phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần trách nhiệm cao của ngành y tế, công an và sự phối hợp của các ngành các cấp với tinh thần không chủ quan và quyết tâm không để dịch lây lan. Đối với việc phát triển kinh tế xã hội trong tình hình dịch COVID-19, ông Đoàn Văn Việt, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nêu rõ khả năng điều kiện để chúng ta cố gắng, nếu mà tình hình dịch bệnh mà nó mình duy trì được, mình khoanh vùng được, trong cái quyết tâm chung của chính phủ, của cả nước của mình, không để hình thành những ổ dịch mới, không thực hiện cái giãn cách xã hội của, trên phạm vi cả tỉnh, nếu nó không là vấn đề mà không là là mức độ phải như thế, hoặc là không giãn cách xã hội của cả nước, ví dụ như thế, thì với tinh thần như vậy thì chúng ta cố gắng giữ cái địa bàn của mình cho nó tốt và duy trì sản xuất.
Và nếu có thì cái việc giãn cách xã hội nó chỉ thực hiện ở từng khu phố, từng phường hoặc là từng huyện, thành phố. Chúng ta cố gắng như thế, nó theo từng mức độ nó như vậy. Chứ không để vì một cái sự ấy thì nó lại ảnh hưởng đến cái mục tiêu kép. Về du lịch, về dịch vụ thì báo cáo các đồng chí là cái khó khăn nhìn thấy rồi, đúng không? Do vậy thì chúng ta cũng vẫn vừa tiếp tục làm cái kích cầu, những cái chính của chúng ta là cái vấn đề phòng dịch, đúng không? Trên cơ sở như thế, chung như vậy thì chúng ta mới hy vọng nó sớm khôi phục lại. Là về các cái vấn đề liên quan tới tài nguyên môi trường, về vấn đề xử lý đóng cửa hai cái bãi rác Cam Ly và bãi rác ở Bré, tôi nói không đơn giản, 50 tỷ, gần 50 tỷ của cái bãi rác Cam Ly mà triển khai miết thôi, nhưng mà cũng chưa ấy được, có lẽ là nó nằm trên kế hoạch. Bởi vì sao? Các ông chỉ tắt ở một cái chỗ, giờ đóng nó rồi đưa rác về đâu để mà tính toán đề xuất, chứ không thôi là nó cứ kéo như thế thì kế hoạch thì vẫn có nhưng mà rồi không triển khai được. Riêng cái phần thuế về đất, nhà tôi đề nghị là văn phòng bố trí, sở tài chính là phải bố trí nghe lại. Tôi thấy doanh nghiệp người ta có nhiều ý kiến để mình coi là chính sách của nhà nước với tình hình của mình nó như thế nào. Khi mà cái bố người ta thuê, ví dụ như năm theo cái chu kỳ trước là nó chỉ có 10 tỷ ví dụ như thế, nhưng mà chu kỳ sau thì nó lên cao quá. Thì giờ mình phải rà soát, mình coi lại đúng quy định của nhà nước hay không, có những cái vấn đề gì bất cập hay không. Thì để trước hết là doanh nghiệp phải thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước, đây là một nghĩa vụ quan trọng. Chứ trong cái tình hình như thế này rồi, khách như thế này rồi, miễn giảm như thế này, nhưng mà thuế thì tôi vẫn tính nên, thì tôi nghĩ nó cũng là cái chuyện mà cũng phải cần rà soát. Tất nhiên mình phải thực hiện theo đúng quy định. Ngoài ra, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị các cấp các ngành phải tập trung thực hiện tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các giám đốc sở, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố và các ban quản lý các dự án phải phát huy tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tiến độ đề ra. Đối với tình trạng san gạt lấn chiếm đất rừng đã và đang xảy ra tại một số địa phương, ngành nông nghiệp phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát từ khi khởi phát để ngăn chặn, xử lý triệt để. Đối với công tác thu ngân sách, dự báo những tháng tới sẽ gặp nhiều khó khăn, nên các ngành, các cấp cần tập trung rà soát các nguồn thu, tránh tình trạng lợi dụng chính sách để né tránh nộp thuế. Một vấn đề khác cũng được Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh lưu ý, đó là công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đây là kỳ thi do tỉnh chịu trách nhiệm, nên ngành giáo dục và các ngành cùng các địa phương trong tỉnh cần phối hợp chặt chẽ để đảm bảo cơ sở vật chất, nhân lực, phục vụ công tác thi, thực hiện nghiêm túc công tác khử khuẩn, phòng chống dịch COVID-19. Đồng thời quan tâm hỗ trợ điều kiện đi lại, ăn ở cho các thí sinh ở các vùng sâu, vùng xa. Ngoài ra, các ngành, các địa phương cần tập trung hoàn thành tốt đại hội cấp trên cơ sở, tiến tới đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ 11. Của chương trình. Sáng nay ngày 5 tháng 8, Đảng bộ huyện Lâm Hà đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 8, nhiệm kỳ 2020-2025 với chủ đề Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy mọi nguồn lực, đoàn kết xây dựng huyện Lâm Hà phát triển toàn diện, bền vững. Đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, lãnh đạo các ban đảng Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo huyện Lâm Hà qua các thời kỳ và 269 đảng viên đại diện cho 4.119 đảng viên của 52 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc huyện ủy Lâm Hà đã tham dự. Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lâm Hà nhiệm kỳ 2015-2020 nêu rõ, tốc độ tăng trưởng kinh tế của huyện bình quân cả nhiệm kỳ đạt 8,1%. Nếu năm 2016, thu nhập bình quân đầu người chưa đầy 51 triệu đồng một người một năm, thì nay đã tăng lên 70 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo chung bình quân giảm 1,08%, giải quyết việc làm mới cho hơn 4.100 lao động mỗi năm. 14 trên 14 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp, xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với gần 12.000 hectare, chiếm gần 25% diện tích đất canh tác, tăng gần 4.000 hectare so với cuối năm 2015.
Ngành chăn nuôi tiếp tục phát triển ổn định, từng bước chuyển dịch theo quy mô gia trại, trang trại, công nghiệp cho hiệu quả kinh tế cao. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp xây dựng tăng trưởng với mức bình quân gần 14%, với tổng giá trị cả nhiệm kỳ đạt hơn 11.500 tỷ đồng. Ngành thương mại dịch vụ có bước phát triển đáng kể, đầu tư phát triển du lịch được quan tâm. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm luật lâm nghiệp. Hoạt động văn hóa ngày càng đi vào chiều sâu, giáo dục và đào tạo đạt nhiều kết quả nổi bật. 78,7% trường học đạt chuẩn quốc gia, công tác quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố và tăng cường. Đặc biệt công tác xây dựng, chỉnh đốn đảng được đẩy mạnh toàn diện, quyết liệt, đạt nhiều kết quả tích cực. Đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Thực hiện tốt công tác cán bộ. Hàng năm, có 85,2% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ, kết nạp 919 đảng viên mới. Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Đoàn Văn Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đã biểu dương những kết quả thành tựu mà Đảng bộ và Nhân dân huyện Lâm Hà thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020, đồng thời phân tích những mặt còn hạn chế tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua. Phó Bí thư Tỉnh ủy lưu ý một số nhiệm vụ giải pháp để đại hội nghiên cứu thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Tiếp tục thực hiện nghiêm luật lâm nghiệp, thường xuyên bám sát địa bàn, cơ sở để chúng ta kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và kịp thời xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm những vi phạm liên quan đến rừng và đất lâm nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Và chúng ta đang triển khai cái đề án tăng cường quản lý rừng, ngăn chặn tình trạng xâm chiếm rừng, cần đẩy mạnh thu hút đầu tư các lĩnh vực thế mạnh, thực hiện tốt phong trào khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, khai thác tốt lợi thế để phát triển các dịch vụ du lịch cơ nông, gắn phát triển du lịch với khôi phục các ngành nghề thủ công truyền thống, tạo sự liên kết và phối hợp chặt chẽ với thành phố Đà Lạt và huyện Đức Trọng để chúng ta thực hiện tốt cái quy hoạch 704 về phát triển Đà Lạt và vùng phụ cận đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2050, nhất là phát triển cung đường du lịch Đà Lạt, Tà Nung Nam Bang và phát triển đô thị Nam Bang, bên vân. Tại đại hội, các đại biểu đã đóng góp ý kiến đối với các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11 và Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 8. Với các nội dung liên quan đến phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh phải gắn với chế biến và tìm đầu ra cho sản phẩm, quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp, chú trọng thu hút đầu tư phát triển du lịch, bảo vệ phát triển rừng, chú trọng công tác xây dựng đảng, củng cố quốc phòng an ninh. Với tâm huyết trí tuệ và dân chủ, các đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ huyện Lâm Hà đã bỏ phiếu bầu ban chấp hành khóa 8, nhiệm kỳ 2020-2025 với 43 đồng chí. Đồng thời, lấy phiếu tín nhiệm bầu bí thư huyện ủy khóa 8. Ngày 6 tháng 8, Đại hội Đảng bộ huyện Lâm Hà bước vào ngày làm việc cuối để thảo luận, biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng khóa 11 và ra mắt ban chấp hành khóa mới. Với chủ đề tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu, đoàn kết đổi mới, giữ vững quốc phòng an ninh, huy động mọi nguồn lực xây dựng huyện Đam Rông phát triển bền vững. Ngày hôm nay 5 tháng 8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đam Rông lần thứ 4, nhiệm kỳ 2020-2025 cũng đã diễn ra. Đồng chí Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân cùng đại diện lãnh đạo các ban xây dựng đảng của tỉnh ủy, các sở ban ngành trong tỉnh, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh, huyện Đam Rông qua các thời kỳ và 196 đại biểu đại diện cho trên 1.685 đảng viên đang sinh hoạt tại 39 tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện đã về tham dự đại hội. Báo cáo chính trị tại đại hội đánh giá trong nhiệm kỳ 2015-2020, với sự đoàn kết thống nhất cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đam Rông đã triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 3 đề ra. Cơ bản hoàn thành mục tiêu đưa huyện Đam Rông thoát nghèo, kinh tế của huyện tiếp tục phát triển, quy mô được nâng lên và chuyển dịch đúng hướng. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế xã hội đều đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất bình quân đạt 12% một năm. Trong đó, nông lâm thủy tăng trên 9%, công nghiệp xây dựng tăng 14%, dịch vụ tăng 15%, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 279,1 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư toàn xã hội đạt 4.500 tỷ đồng, giải quyết việc làm mới, bình quân hàng năm cho 1.250 lao động. 70% trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia, 8 trên 8 trạm y tế xã đạt chuẩn theo Bộ Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã, 91% thôn đạt chuẩn thôn văn hóa, 91% cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa, trên 82% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, duy trì độ che phủ rừng 65%.
chương trình xây dựng nông thôn mới trở thành phong trào sâu rộng, gắn với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Kết cấu hạ tầng được đầu tư, bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới, đời sống vật chất tinh thần của người nông dân được nâng lên. Về công tác xây dựng đảng, huyện Đam Rông tập trung xây dựng bộ máy và cán bộ từ huyện đến cơ sở, đảm bảo tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức theo vị trí việc làm và tinh giản biên chế, kịp thời cụ thể hóa thành chủ trương nghị quyết, đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của đảng đối với hệ thống chính trị, hiệu lực quản lý, điều hành của chính quyền cấp huyện, cấp xã cơ bản đáp ứng yêu cầu. Nhiệm kỳ qua, toàn đảng bộ huyện đã kết nạp được 437 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn đảng bộ huyện lên 1.679 đảng viên, tăng 369 đảng viên. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Trần Văn Hiệp, Phó Bí thư Tỉnh ủy, biểu dương và đánh giá cao những kết quả thành tựu mà đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Đam Rông đã đạt được nhiệm kỳ 2015-2020, phân tích những hạn chế tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy lưu ý một số nhiệm vụ giải pháp để đại hội nghiên cứu trong quá trình thảo luận nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội lần thứ tư đề ra. Tận dụng tranh thủ các nguồn lực sẵn có và tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh để phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, nghiên cứu xác định rõ cơ cấu cây trồng vật nuôi để có quy hoạch phát triển hợp lý, chú trọng đổi mới tư duy trong sản xuất nông nghiệp, mở rộng liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, nông nghiệp công nghệ cao, lưu ý thêm các cái mô hình kinh tế trang trại, chăn nuôi tập trung và quy mô lớn. Tiếp tục là đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, chỉnh trang đô thị phải được quan tâm thực hiện đồng bộ, gắn với phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và chú trọng phát triển một số ngành thế mạnh. Chúng ta rà soát hoàn thiện quy hoạch, định hướng phát triển chung của huyện đảm bảo khoa học hợp lý, để chủ động kêu gọi đầu tư, thu hút đầu tư, chú trọng quy hoạch quản lý đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn và đặc biệt là làm tốt công tác giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới, đề ra từng bước đi cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đảm bảo các tiêu chí về giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới mà theo quyết tâm là năm 2025 thì huyện chúng ta trở thành huyện nông thôn mới. Thứ hai là quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, phê bình và phê bình, tạo sự đoàn kết thống nhất thật sự trong đảng. Trước hết là sự đồng thuận trong tập thể ban chấp hành, trong ban thường vụ, trong thường trực huyện ủy, chúng ta nâng cao năng lực, sức chiến đấu và phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức cơ sở đảng. Chúng ta thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, nhất là trong việc thực hiện các dự án đầu tư trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Thứ ba là cùng với sự phát triển kinh tế thì đảng bộ cần chăm lo phát triển toàn diện văn hóa xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo an sinh phúc lợi xã hội, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tiếp tục quan tâm đầu tư hoàn thiện các thiết chế văn hóa, y tế, nâng cao chất lượng giáo dục, quan tâm đến việc giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc thiểu số bản địa, nhất là về tiếng nói, về chữ viết, về trang phục, về nhà ở, không để tình trạng nghèo mà các cháu bỏ học, phải tạo sinh kế cho đồng bào, giảm nghèo, vươn lên khá và một bộ phận phải vươn lên làm giàu. Trong ngày làm việc 5 tháng 8, các đại biểu nghe báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đam Rông khóa 3, nghe một số tham luận góp ý vào dự thảo văn kiện trình đại hội. Đại hội tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đam Rông khóa 4 gồm 40 đồng chí và lấy phiếu tín nhiệm chức danh Bí thư huyện ủy đối với đồng chí Nguyễn Văn Lộc. Ngày mai, đại hội sẽ tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nghị quyết đại hội và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ 11. Sáng nay ngày 5 tháng 8, đoàn khối các cơ quan tại Lâm Đồng đã tổ chức hỗ trợ người dân cài đặt phần mềm Bluezone hỗ trợ phòng chống COVID-19 tại trung tâm hành chính tỉnh và thành phố Đà Lạt. Theo đó, các bạn đoàn viên thanh niên đã hỗ trợ cài đặt và hướng dẫn cách sử dụng phần mềm Bluezone cho hàng trăm lượt người dân khi đến giao dịch tại hai điểm trên. Ngoài hỗ trợ cài đặt phần mềm này, các bạn trẻ của đoàn khối các cơ quan tỉnh còn tuyên truyền đến người dân nâng cao ý thức phòng chống dịch COVID-19 như đeo khẩu trang ở những nơi công cộng, thường xuyên rửa tay sát khuẩn.
Được biết Bluezone là ứng dụng sử dụng công nghệ Bluetooth năng lượng thấp, cảnh báo nếu người dùng đã tiếp xúc gần với những người nhiễm COVID-19, giúp giảm thiểu các nguy cơ lây lan dịch trong cộng đồng. Quý vị và các bạn, Lạc Dương là vùng đất hội tụ đầy đủ các yếu tố của những cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ kết hợp với văn hóa đậm đà bản sắc của người dân tộc bản địa. Đây chính là tiềm năng thế mạnh để vùng đất này phát triển du lịch một cách bền vững, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của địa phương. Nhân đại hội đảng bộ huyện Lạc Dương lần thứ 11 sẽ khai mạc vào sáng mai ngày 6 tháng 8. Chúng ta nhìn lại bước tiến của du lịch Lạc Dương trong 5 năm qua. Khu du lịch Lang Biang, huyện Lạc Dương nằm trong khu dự trữ sinh quyển thế giới thứ 9 của Việt Nam do UNESCO công nhận. Nơi đây lưu giữ những giá trị tiêu biểu về đa dạng sinh học và hàng ngày đón hàng trăm lượt du khách đến tham quan chiêm ngưỡng cảnh đẹp kỳ vĩ, cũng như được đắm mình vào thiên nhiên của rừng già. Để vừa khai thác vừa phát huy các giá trị của khu dự trữ sinh quyển, doanh nghiệp, chủ quản đã tuân thủ những nguyên tắc bắt buộc giữa việc khai thác và bảo tồn để khu du lịch phát triển bền vững. Trước tiên là mình phải bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan tự nhiên ở nơi đây. Và từ đó là mình sẽ phát triển thêm những cái dịch vụ mới, những sản phẩm mới, đồng thời gắn bó với thân thiện với môi trường. Đến khu Lang Biang này thì tôi thấy thứ nhất là về cái khung cảnh ở đây. Tức là ở đây là cái khung cảnh là cây cảnh ở đây. Rồi ở đây con người ở đây, cái con người ta đến ta du lịch ở đây rất là... tức là rất là vui nhộn. Thứ hai nữa là ở cái người dân địa phương ở đây, họ trồng cây ăn trái rồi trồng cây la ghim thì nó tạo cái khung cảnh rất là đẹp. Đấy, đứng ở nhìn trên ở trên cao này mình nhìn xuống thì cái khu cả một cái khu dân cư và cái khu và người ta trồng cây ở đây thì nó tạo thành một cái khu du lịch rất là hấp dẫn. Lạc Dương là vùng đất tiếp giáp với Đà Lạt và sở hữu nhiều địa danh nổi tiếng như núi Lang Biang huyền thoại, vườn quốc gia Bi Đúc núi Bạc, nơi có đỉnh Bi Đúc được mệnh danh nóc nhà Tây Nguyên. Khu du lịch quốc gia Đan Kia suối vàng được chính phủ phê duyệt đầu tư khai thác. Bên cạnh đó, trên địa bàn huyện có hàng chục khu điểm du lịch hấp dẫn như thung lũng vàng, làng Cù Lần, ma rừng Lữ Quán, vườn thú Sudu. Có hàng chục mô hình du lịch canh nông, du lịch trải nghiệm, du lịch mạo hiểm, vân vân. Tất cả đã tạo nên sự đa dạng trong các loại hình du lịch của Lạc Dương. Thì công ty mình về đây làm thì mình lúc nào cũng muốn giữ cho cái màu xanh, nhất là cái rừng thông mình giữ. Mặc dù mình được xây dựng dưới tán rừng nhưng những chỗ nào không có xây dựng thì không có thông thì mình mới làm, còn có thì mình xin vi chỉnh. Tất cả các sở ban ngành ủng hộ mình, thành ra những họ đưa những cái quyết định ra để mà ủng hộ mình làm được thì mình mới có một cái gọi tâm huyết đi vào đó. Mình dựa vô những, nhất là trong Ủy ban dân huyện Lạc Dương, họ rất ủng hộ mình và họ biết những cái khó khăn của mình, họ cùng đồng hành mình tháo gỡ những cái khó khăn đó. Lạc Dương còn là vùng đất đa văn hóa, giàu bản sắc với nhiều sản vật, sản phẩm văn hóa đặc trưng của đồng bào dân tộc thiểu số bản địa được lưu giữ và tiếp biến qua bao nhiêu thế hệ trong cộng đồng người Cơ Ho, Chin, Lạch. Thông qua hệ thống các lễ hội dân gian, các ngành nghề thủ công truyền thống như văn hóa cồng chiêng, làm rượu cần, đàn lát, dệt thổ cẩm, v.v. Cũng chính những lợi thế đó đã tạo nên nét đặc sắc không thể trộn lẫn của du lịch Lạc Dương. Điều đặc biệt hơn là cuộc sống của người dân bản xứ ngày càng khấm khá khi họ sống được bằng chính nét đẹp của nền văn hóa bản địa. Cái sự đóng góp của những nhóm cồng chiêng đó là một cái sự thu hút mà khách đến với địa bàn huyện Lạc Dương. Vì từ đó cho nên đời sống của người dân có sự một phần thay đổi về du lịch. Thì chúng tôi vẫn xác định là phát triển ngành du lịch trở thành cái ngành kinh tế động lực cũng như là ngành mũi nhọn của địa phương để góp phần nâng cao cái đời sống của người dân, đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số.
góp phần ổn định đời sống cũng như là giữ gìn cái bản sắc văn hóa tốt đẹp của người địa phương trên địa bàn. Để đánh thức tiềm năng du lịch địa phương, trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương đã định hướng, có chủ trương đúng đắn để phát triển du lịch. Trong đó phải kể đến nghị quyết chuyên đề số 07 về phát triển du lịch trên địa bàn huyện Lạc Dương giai đoạn 2017-2020 với mục tiêu phát triển mạng lưới du lịch địa phương một cách toàn diện. Đó là mở rộng cơ sở lưu trú, cơ sở vật chất, kỹ thuật, hạ tầng phục vụ du lịch được đầu tư nâng cấp, sản phẩm du lịch ngày một đa dạng, chất lượng phục vụ ngày càng cao. Môi trường du lịch đã cải thiện đáng kể thông qua việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch. Các loại hình dịch vụ bổ trợ có bước phát triển, cơ bản đáp ứng nhu cầu dịch vụ, thông tin, trải nghiệm của du khách. Theo đó, từ năm 2017 đến nay, Lạc Dương đã thu hút hơn 7,5 triệu lượt khách, đạt tổng doanh thu trên 620 tỷ đồng. Lượng khách du lịch tăng bình quân từ 10 đến 12% một năm, doanh thu tăng từ 16% một năm trở lên, tạo việc làm cho hơn 700 lao động làm việc trong ngành du lịch. Đây là tiền đề để Lạc Dương tiếp tục có những định hướng phát triển du lịch trong tương lai. Để mà thực hiện tốt cái chương trình du lịch trong cái thời gian tới, thì chúng tôi tiếp tục kêu gọi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực du lịch. Đồng thời, khi dự án đăng ký Suối Vàng được chính phủ đồng ý cho triển khai thực hiện, thì chúng tôi sẽ có những cái giải pháp cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện tốt để cái dự án này sớm được triển khai thực hiện. Ngoài ra, chúng tôi tiếp tục phối hợp tốt với các cái công ty làm dịch vụ du lịch để đào tạo nghiệp vụ du lịch cho đối tượng là bà con người dân tộc thiểu số của địa phương để họ tham gia vào lĩnh vực du lịch này, thực hiện các cái sản phẩm truyền thống của địa phương để phục vụ cho du khách, rồi văn hóa ẩm thực, các cái món ăn truyền thống của bà con đồng bào dân tộc, rồi kết hợp với giao lưu văn hóa cồng chiêng để làm sao trở thành những cái sản phẩm du lịch đặc sắc mà người dân khi đến Đà Lạt thì ai cũng muốn đến với Lạc Dương. Với mục tiêu phát triển ngành công nghiệp không khói, trở thành ngành kinh tế động lực của huyện, bằng việc sở hữu thế mạnh riêng biệt về phát triển du lịch, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Lạc Dương tiếp tục khai thác có hiệu quả lợi thế về điều kiện tự nhiên, nền văn hóa độc đáo, giàu bản sắc, đa dạng hóa các loại hình, sản phẩm du lịch để phát huy tốt tiềm năng, lợi thế so sánh, chú trọng phát triển các sản phẩm du lịch có tính đặc thù, mới lạ, khẳng định thương hiệu và khả năng cạnh tranh để Lạc Dương trở thành một điểm đến hấp dẫn, không thể thiếu của du khách trong và ngoài nước trong hành trình khám phá mảnh đất Nam Tây Nguyên. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm. Thông báo của Sở Y tế Lâm Đồng. Thực hiện thông báo số 22 ngày 2 tháng 8 năm 2020 của Bộ Y tế về việc các địa điểm liên quan đến các bệnh nhân mắc COVID-19. Sở Y tế kính đề nghị người dân đã từng đến địa điểm liên hệ với cơ quan y tế gần nhất hoặc gọi điện đến đường dây nóng của ngành y tế Lâm Đồng theo số điện thoại. Ông Trịnh Văn Quyết, Phó Giám đốc Sở Y tế, số điện thoại 0918 016 355 hoặc ông Võ Kim Hải, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế, số điện thoại 0914 971 889. Hoặc ông Nguyễn Quốc Minh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tại Lâm Đồng, số điện thoại 0338 490 103. Hoặc ông Nguyễn Xuân Song Hà, Trưởng khoa Phòng chống bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tại Lâm Đồng, số điện thoại 0918 564 072 để được tư vấn và hỗ trợ. Các địa điểm bao gồm: Quán Nhúng Ớt, số 10 Phạm Quang Ảnh, An Hải Bắc, Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, chiều tối ngày 18 tháng 7. Khách sạn Mercure Đà Nẵng Friend Village, Banana Hills, thành phố Đà Nẵng, từ ngày 19 đến ngày 20 tháng 7. Khách sạn Alita Luxury Hội An, số 9 Phan Bộ Châu, Hội An, Quảng Nam, từ ngày 20 đến ngày 21 tháng 7. Homestay Huế Villa, 27 Lê Trung Đình, phường Thuận Lộc, thành phố Huế, Thừa Thiên Huế, ngày 23 đến ngày 24 tháng 7. Quán cà phê Mắt Biếc, số 68 Bao Vinh, Hương Vang, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, ngày 23 tháng 7.
hành khách trên 2 chuyến bay VN-115 từ Đà Nẵng đi Buôn Ma Thuột ngày 25 tháng 7, VN-119 từ Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 25 tháng 7, thực hiện cách ly tại nhà theo quy định khi đi qua các địa điểm trên. Khi có triệu chứng, sốt, ho, khó thở, đến ngay các cơ sở y tế gần nhất để được khám và điều trị. Khai báo y tế trực tuyến tại https://tờkhaiyt.vn hoặc tải ứng dụng nCoV từ địa chỉ https://nCoV.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khỏe.